អង្គជំរាបប្រកាសបន្តឲ្យដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាឲ្យតទៅនេះប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានអត្តនាម Sosday, look down Madame Rapavini, a tile look, Shumo A. Bantam Timo Mansla. Okun, look man, select a look, a counting I catch Namna, look jam that day. Kim jam that jam, kai, kai yam at jam. កើតនៅឆ្នាំ1945 សពថ្ងៃនេះតើលោកប្រកបរបរកស៊ីធ្វើអ្វីដែរខ្ញុំបានមនុស្សចាស់ធ្វើការឲ្យអត់ការទេបានកូនជួយចិញ្ចឹមឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអី ឪពុកខ្ញុំឈ្មោះតាមម៉ានម្ដាយឈ្មោះសោះស្លាម៉ាចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះម៉ាន់ខោចាមានកូន២នាក់ បាទអរគុណហើយបញ្ជាក់តដែលគេថាដើមរងរដ្ឋនៃរូបនេះគឺមានលោកប៊ុនលំហួបុគ្គលិកអង្គការTPO អង្គុយនៅក្បែរដើម្បីជំនួយស្មារតីក្នុងការនាំឡងពេលដល់គាត់ត្រៃរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះលោកម៉ាន់ស្លេសក្នុងឋានៈលោកជាដើមរងរដ្ឋនេះនៅក្នុងសំណាកានេះអង្គជំរះ នឹងផ្ដល់វិធានការជូនលោកដើម្បីថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកជាអាតគឺខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសម្ភារៈដែលជាផ្ទះសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាបច្ច័យផ្ទាល់ពីបទអុក្រិតដែលកើតមានឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យលោកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅរឿងក្រៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទអុក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទតាំងពីរូបគឺលោកន
ៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការនេះដោយអង្គជំនះបានទទួលយកនៅសំណពរ
របស់សហមន្ត្រីនៅមុខតំណែងដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងការស៊ូសំណួរធ្វើជាសំណួរក្នុងការស៊ូទៅដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីរំនេះដូច្នេះអង្គញាក់ផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសហមន្ត្រីនៅមុខតំណែងដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីស៊ូចំពោះដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីរំនេះអំពីស្ថានភាពពិសេសគណៈកម្មនឹងទុកសោកជំនឿរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមគោលដៅជាក
sum luk thien an nyan oy luk kum meing khi chi neak suu tae dam mdang rot ve ni ruk nih ban hai luk meing khi khi chi mei tvi ptoal robas dam mdang rot ve ni ruk nih sum luk thien an nyan ba okun ong chamne an nyan som chuey luk meing khi ba som okun luk thien som krob ang savanaka tiang mul chom ba ta kum meing khi chi mei tvi damnang oy om man Sles som tang som nu mu chum nu tet tong ta nang tuk sao ve tani robos chun chit cham nu khnong som nom rueng ni ko pantai mun nang tang som nu teu chum som banchak chmuoy lok om tik da sa tha ka da jeung chuop khnie mun nang tik lok om tha mien panha chhu khnong pu ko pantai su tha ta panha chhu nang aach thưa ơi, bác bỏ đó chúm lao ý rồi bỏ lộ ông nơi khốn ông sai vần ca đai rồi tế mà xong lộ ông chạc lại nâng. Ồ con, nhóm ai trông trô bán thuộc nhóm trong thơ sơ cây cam chúm liêm đó ông thầy là cá, ông tư rừng ra đẹp. My home band, Pankala. But some Okun Lom, which I have some tanks of no clay clay, has some Lom Chang Ram, the Kronkach Lai, the Bayer, a band at Chuba, that don't the Nanga Chumna did some naughty moish, some soul on tie. Ta, no Kronong head catch is south near the camp. Đại cát lang chấm phu chun chít chạm đầu nong phum prám khum phai khléng sọc rồi chma khay bẩm bung chạm nứng đầu nong ngầm long chena một quan bẩm bồ rồi chặt sập prám nứng miên ở vây khla sầm ô côn bàn to bên nong phụ mai hóm bàn trôi mau đào phụm nhóm xa hạ cá cho mùi bật thiền phụm mang bật chung hàm tà rám mần áo chân chết nhóm khang mình mấy ai cạn cọ cắt sọ lấy tì mùi tì bí mần áo xin bè giáng tì bây mần áo lang lơ tế rơ cầm pi cơ án đại chìa cầm pi sasana islam chúng mình chụp nói vậy xin tiết đại chỉ tục sau nhiệt cam đại ca lang chụp buộc lộ ôm toal là bên núi hay nâng bóng ôn chuẩn tiết chạm xin tiết nơi bên núi phụ mai hóm ban rất mình tăng mình chạm nhẹ thân hạ được nôm khang xa xa la đầu chìa canh hay chi bị chui tuôn tuôn nơi khăn ông nông miên được phục khi mùi đại phong lại việc quan tâm đến cá chập chọn trong bắt đầu tầm quan tâm đến cá chập chọn robot bọc robot ôm ta nếu bên nu ở vây khác đại ôm vô thà ta miên là cầm ho ở vây hay là bắt po là vây khác đó t
tang sơ khluon krom kru sa lom ptoal phlau chat lom ptoal tae tong te nang ka chap chong opok da che sat nyi robos lom no pe no nau pe nong opok khnyom kompong tae thvoe chem ka nau kraoy phum sa ta khmai rom chang chạm chong lạp xế đã rụt tệ xái vô tử xa la xa rộng. Bọn tò mò tiên phụ nhóm nâng một đai nâng ôn nguyên ca xong xong rời dung có đạc đua có nông chất tai dung nơi có nông phê dung mình áo nhẹ chất kháng đăng lưu. Nơi bê đây là ca chạp luôn bục rồi bỏ lộ ôm dọc từ khốm còn xâm rạp luôn lộ ôm tố hay nâng cọng cua xá kì dọc tên nạ đài. Mà toàn. Nơi bê nông bê chạm dọc từ xa lạ xa rong. Hai bạn rồi hốt mình đại vừa mong cho lại xong thằng này phụ nhóm tài tài nặng đòi phụ cổ về lại cái thời bọn tiền cái tài tài chụp chùm ai chân này trù xa thằng bạn bỏng mặt phục kìa mê trù xa thôi. ក្រៅពីការចាប់ឃុំពុកល្អមតើមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្វីផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដែរឬទេនៅពេលនោះគំតនមកតននៅពេលនោះមានក្រុមយុវជនបានទូងស្គរនឹងវាយប៉ោតវាយធុងដើម្បីបះបោតតល់នឹងពួកខ្មែរក្រហមព្រោះអ្វីព្រោះថាយើងរស់ក៏រស់មិនបានសោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាដើម្បីស្លាប់ទៅក៏ដើម្បីសាសនាណាជប់បន្ទាប់ពីធ្វើការបះបោតើការបះបោនឹងទទួលបាននៅការតបស្នងឬក៏ការបង្ក្រាបយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលនោះនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមកាន់កំបត្តិចូលរួមជាមួយគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជួរក្រោយឃើញអ្នកស្លាប់ទៅច្រើនទាំងសងខាងតែពួកខ្មែរហមបានស្លាប់តិចជាងពោះអាវុធយើងខ្លីអាវុធគេវែងហើយនៅពេលនោះបានតស៊ូបានមួយថ្ងៃមួយយប់ពេលនោះបានទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់ឃើញមនុស្សស្លាប់ច្រើនពេកចោះចាញ់គោលអាវុធពួកខ្មែរក្រហមបានឃៀវពួកខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងឡថ្នាំហើយខាងស្រីស្រីនិងក្មេងតូចតូចដាក់នៅវត្តដើមជ្រៃនៅពេលនោះពួកខ្ញុំគេបង្អត់អាហារមួយថ្ងៃគេឲ្យពពរាវតែមួយចានទាំងកើតខ្ញុំហើយឆ្លៃឆ្លាំងខ្ញុំតាំងតែនៅដល់គ្រូសាខ្ញុំដែលនៅឯវត្តពបាវិធនីឬក៏យ៉ាងណាឬក៏គេបងអត់ដូចខ្ញុំដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំពុំដឹងពោះនៅឆ្ងាយពីគ្នា
bạn ở quân lõm và lõm tha cái chập dọc từ đạn nơi lò thân nằm ta lõm ai chỉ riệp rò bàn thế thật ta cái đạn nâng dạng mấy ở miền cà nặng nơi sụt bùa thế miền ở nà mai thế rứ có chia cần lại bật chất chẳng yết rứ có thông lõm ai bình dùl ở bạc cần lại nâng tích bàn thế bạn nơi còn lại lò thân ám mình chân yết và màn thế tại miền ả nà mái sẽ tại cầm tích thân ám ách cài ách mà nơi còn nông nông hai nơi phê nông phụ mai của hôm ban sức cót và vật thờ rút một đòn mùi mà giúp miền tì bày nẹ tay tay bạn là hầu xâm nang lò khi nhóm kì ở thầy bạn họ quân lõm lõm tha kí hai tờ cật bộ bọt tờ rúp tóm mắt bạt luôn ta hai ca nắng vừa ao lõm sầm mai cái ta miền ở vây nâng ca láng ở tẹt tông tận nâng ca cật bộ bọt tờ rúp nâng nơi pe nu họ quân phê đại con phổ bộ tổ rụm nóng phê xa lại chú rưu đại mê rô mê thông thông đại bạc bao thơ phạt cảm nóng đôi khi nhóm dây em bài mấy nhóm xâm nàng đó phê mình hai bàn rô riêng nguyên chỉ biết đó sọc ngày cơ bản tác nó khăn ông sở than ở phía nút là ông miền cà prui và rầm thế đại kê thạc kê nằng hao dương do từ thưa và bọt tổ rụp đôi chân đẹp xe như này nơi khi nông bê nông dương nơi khi nông ăn tệ phụ vi hải tại khi nông lên kê tích lưu nài nhảy anh nất đó phụ xa đại nâng vốn hai nguyên con chạy bay khai vì nông khuyên nhóm sợ tức này ăn hạt vụ con khoai cái thơ bàm đối vụ khuyên nhóm lại bằng ọt mà hà được khuyên nhóm lại hay ở rầm đại đại lộ ông Kla chẳng pì Krua Sa nắng pe ná đã chập đàm an thu bài với nó pe ná đại luôn nơi pe lại thu bài với nơi không rồi dẹp pe đọc ngay rồi có pram đọc ngay cái áo mọc chuộng chung khuya bình nơi bê nóng kê chùm lia tay sọc xương phóng phung sập hia tay tay bàn tay bây nè, phôn nâng cầu bây khai ai mà đại nhóm kê chùm lì tay xế nâng cầu nhóm bây nè tiết nơi rô cà khăn nào mình áo chụp chùm nè đi lỗ miên bật xa tha bê riêng thu sắp bài thì bê đã chanh màu vinh nâng cầm tái sắp than đập hiệp riêng cài rồi bỏ là ôm hay nâng cầm cua xa là ôm ta là ôm sẵn kết khơi nhàng mạch đá miền sập hiệp là ó rư cơ nhàng mạch
ដោយខ្ញុំបានជំរាបអំបញ្ញមិញនឹងពេលនឹងខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំដែរមានផ្នែកស្លេកស្លាំងស្បែកសម្ដំស្អឹងឯកូនខ្ញុំក្បាលធំជាងខ្លួន nơi bề nông ban chấm lì nhom nơi phum sấp phía nông phang sòng trăng trăng nông nơi bề nông ông ca nơi phang nông bề su nhom tha dương nơi bề đàm thọ thời nhom tha nhom mình thời đấy nhom tiền nẹn nị sát rô trai ai bọc bòn nâng cầu nhóm bọc bòn nhóm cái áo tới thơ sài đỏ xuống đôi nẹ đỏ tay đài ai cầu nhóm bày cái đạ ca là than khang dì dì gọn mười bây đây lõm ban từ thời ca này càng sọc sừng trăng lắm lõm miên tầm nẹt tầm nong ban miên sệt ai tầm nẹt tầm nong chỉ mui và pon côn ai mà mở côn được cả mà lên và pon chỉ tiền toạt đại thực tế ba tuần ສະຫຼັບສະຫນູສັນເດບ້ອງອັງຕິດຈະສະຫຼັບຕຽມຄົນຕຽມປຽກໄປຈັ່ງໃດຊ່ວຍຕອບឲ្យບານຕຶມຕື້ຈຳສະຫນູໄດ້ຈຳໄປໄດ້ໄປឲ្យຂ້ອຍໃສໃນສານຂ້າງດອງຕົນເລມີກອງຢືງນັ້ນ hai nơi bề nóng kê ai chú mùi chân nam mặt đau rư bì đòn dàn tràn bì đòn hai nóng bề chụp nắng chụp ta bề dục tế con có ở đại chụp lá chụp ta bề dục bì pro ấy con nhóm có tới thua ca bì bì lúc cho bì lúc chụp ta về dục tử hai con có xôm xèng đôi nhóm má mơ mình vô thang mình đi chư ai câu nhóm đôi nhóm miền xa mà nó thông ta có bà lễ thông chèng khuôn của bà bạn ở quần lõm តើតោងតឹងថាលោកអ៊ំថាមួយឆ្នាំជួបម្ដងហើយជួបពេលយប់ពេលអីហ្នឹងពេលដែលលោកអ៊ំជួបហ្នឹងលោកអ៊ំមានការបារម្ភភ័យខ្លាចឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអ៊ំគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអនាគតនៅពេលនោះបាទ nơi về dạ thay mặt lại cho chơi anh luôn mình vì công thủ món bà xem một con lục thiên kim sông ở trong to trong phố sầm nồn đi đài lục mê tử vi bạn ao đam một đằng gặp có về ní chlai ông pi ở với đại chi ca kết ở bọc quạt nước non đại tất cả ông pi anh nát cốt nước non đại tất cả hai đài dương như thế này cứ này dương ông pi paul pa paul đại phật tổ robot quạt chỉ chieng này dây ampi avay đại chỉ cá kết nó bá sám quân bát sum group lục bát thiên sum nu đại su đại lục bên khi mình miền bành hà thế hay
វាចង់ឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឆ្លើយអំពីទស្សនៈផ្នែកជាមនុស្សចេតនាផ្នែកជាទស្សនៈភាពនៃការឈឺចាប់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ដូច្នេះវាចូលទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលបំណងនៃសក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនេះថ្ងៃនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាត ណាអង្គជំរះអនុញ្ញាតអង្គជំរះបដិសេធនៅក្នុងចំទោះនេះលោកមីខីរៀបចំសំណួររបស់លោកសាច់ថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាក្តីកង្វល់របស់លោកអ៊ំអំពី ជោគវាសនាទៅមិនមែនមកដល់បច្ចុប្បន្នទេគឺជោគវាសនានៅពេលនោះតាពេលដែលជួបកូនគុណហើយនឹងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយប្រថុយញុចតើលោកអ៊ំនឹងយល់ថាតើខ្លួនអាចមានឱកាសនឹងជួបលើកទី2ឬក៏អីនេះគឺជាគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ៊ំបញ្ជាក់ថាតើអារម្មណ៍លោកអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរអំពីជោគវាសនារបស់លោកអ៊ំពេលដែរបានជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងលក្ខណៈមួយបិទបៀតបែបនេះបាទ នៅ បាទអរគុណលោកអ៊ំលោកអ៊ំខ្ញុំសូមសួរបន្តទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការងារដែលគេដាក់បន្ទុកឲ្យលោកអ៊ំទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសម័យនោះតើសម្ពាធនៃការងារនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចធូរស្រាលឬក៏តឹងរឹងចំពោះលោកអ៊ំឬក៏ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការដោយលោកអ៊ំនោះបាទ នៅពេលកំពុងធ្វើនេសាទជាមួយគ្នាមានគ្នាបួននាក់ទូកមួយតែខាងជនជាតិចាមមានបីនាក់មានពួកខ្មែរក្រោមនៅលើទូកម្នាក់គាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើយើងឲ្យយើងខំប្រឹងរកត្រីឲ្យបានច្រើនយកទៅដាក់រោងបាន ហើយរอตั้งថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់បានតែ1ម៉ោងទេចិត្តភ្លឺទៅរកទៀតថ្ងៃអត់មានសម្រាប់ទេសម្រាប់តែពេលយប់យ៉ាងច្រើន1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះទៅឲ្យរอទៀត គុណលោកអ៊ំខ្ញុំមិនតន់ជាក់លាក់សុំលំអិតតិចលោកអ៊ំថាសម្រាប់1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលោកអ៊ំចុះទៅនេសាទហើយត្រឡប់មកវិញគេឲ្យលោកអ៊ំសម្រាប់1ម៉ោងហើយចាំចុះទៅវិញឬក៏មានការសម្រាប់ដោយអត់ធ្វើអីនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអ៊ំអាចបញ្ជាក់លោកអ៊ំសុំ ពេលសម្រាកហ្នឹងមិនមែនសម្រាកលើផ្ទះទេសម្រាកលើទូកហ្នឹងហើយ1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះម៉ោង2ចាប់ផ្ដើមរត់តទៅភ្លឺតរឡាពេលបាយស៊ីបាយរួចហូបបាយរួចទៅរកទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងទទួលទានបាយតើគេឲ្យលោកអ៊ំ
hộp cục cron thế rò ban tray rồi có rò ban đại nội sát ban mà nâng ta kia ao dương bò rìp hộp rò bò ăn nâng đại thế về lại rò tray ban phụ con phụ mai hòm ao dương hộp nè buồn nè trầy tại buồn này trầy phan phan mê chướng rồi có thom chiêng năng bận tị nè buồn nè trầy buồn này bạn đã còn lõm lõm mà trong sông chiên tây bắc thiên bát mùi tiết vẹp quan thần đăng ca đây lõm bàn chuột sạch nhiệt và lõm về đây lõm từ từ một đòn nắng ta về nút lõm miên từ tua ban đầm nâng ở với đây từ phơ ao miên ở ram hay rừng thốt rư có vẹp quan thần đăng rương hai na muối vì cầm rùa xa là ông đại tế về nu nay về nu mong rồi hai kề chặn tăng ở nhóm từ rộp sai một chuột mong sầm này nắng nay về nu khi miền nhóm miền ở cá lưu tới chú mặt đại nhóm nâng bầu nhóm nơi bề nóng bầu nhóm bay nè kê bị chún tới cà rạch than nơi tại mặt đại thơ khăn nơi thơ cá có bài bài kể nơi bề nóng kiếm bàn chú cột bàn tại một một phai tế mình hiền nơi dũ phai tế tạm đá bọn to mò tiết nơi ngày cao mong là hai tí áo nhóm tơ rộp xài một chua xâm nánh nhóm bàn tơ đào ọt khơn phụ cọt nhóm xu nẹ phốm tha phụ cọt kì vô tơ xâm lạp chào lo hỏi mặt đáy nâng phốn bày nẹ ta đây bà râm vậy khá đại cát miền chấm phun ốm tòa bị bàn đầm nâng tha sạch nhiệt nâng thờ bàn bắt luôn rồi có thờ bàn sầm lạp nâng sầm lộ ông bình chạy lại nâng thì mỗi bạn bong phục môn kể bằng to máu bạn đại nâng ốm sở rộp tiền ổ Phạm nè hai miền tục sao rất là khăn tiền mộng tì nơi bê nông nơi bê đại nâng dùm mau có lại nơi sàn bình dùm bàn dùm nè đại thơ ca thì mùi dùm gọt bàn xu tha hai đáy bàn dùm tha chư phụ dùm bàn lẹ ca tha chư phụ dùm dùm đôi con mềm bạn ở khuôn lõm lõm rệp rọp ấp pi bọc mặt đai bong ôn để trở bàn kia vô sầm lấp hay
chốt chấm phù hợp rập bốn hay nâng cốn ta kê phơ tục bọc mà nên lơ quạt dạng mạch đá nó phê đại lộn mình nơi chấm mùi quạt nó đã vay đại lộn riêng rộp nó vay đại lộn bán đầm nâng đăng bị quạt mà quạt rập lộn tha dạng mạch đại nơi về đại nhóm tới chuộng mà nài nhóm chờ lượt môn bóng con ban gì vậy làm nhóm ta ôn tới cả than ở hai scom skeng tàu qua con ai mạo chuộng ôn cô mơ mình xóa lại nơi chờ lượt thì mũi ai lượt thì phí tay ở chuộng nơi về lắm hay đại nhóm từ lò mọc rô xài chú xâm nành mộng nơi bê lông nhóm mà đỏ nhóm dung đôi cồn cho mày tai bụ đại thọm thơ ca từ mùi nhóm và thiên nhóm ấy nhóm thôn gọt thạc nhóm trọng bụ bà đã con lỗ ông nhầm sầm sầm nô bát tóc nhầm sầm tóc ấy lỗ mê tê vi bị ăn xả mê tê vi nó một con bàn thay mình tay tiền bà sầm nhầm sầm off bàn đấy bà sầm một con sầm group anh nhà lục bát thiên đầm bay bát tóc sầm nô từ đào mật đằng rọt bên ní nhầm sầm chấm điểm xua lỗ ông man sles ở khi ông xua miền sầm nô clay bát tham bình bát tham tích trả lời ở vai đại lục cầm bình khí bản xua từ lục âm hay trong khi ông trong bản phò miền bát chạm bát tham lục âm ai bát chạm bản tề sầm rạp lục âm chia nẹt căn sasna islam cho ta sasna nông miền sa ra sầm khăn giang ná sầm rạp âm đại chia nẹt căn sasna nút hầu giờ có đôi chia chuẩn chiết cha mà xin tiền xong chuyện ông nói sasana islam cái cụ rục sầm pe giang mỗi ngày mà giúp pram đồng hai cụ rục giang chụp chuồn mình đã khó khăn tụ chia miền ca lùa là mấy nơi bề nó ngay cái rau dương đỏ bề sầm giang hô máu dương ai sầm giang sau mình bàn như chia bập bì này sát na islam cà na dương ọt bàn của rụp sát na nâng ba lẹ nó rụp môn nắng lục ông ban chlai tới lục mê tư vi đàm bần đông ông mê tư vi cầm bình khí thay lục ông mình ban bảo tập bát sát sá islam tê nơi chạp bình chân em một bọn bọn rồi chất sắp rạm màu rư gồm môn ni nâng chấn lục ông mình ban bảo tập bát sát sá islam nâng thật ta nay cho môn đô chê tình nà tức là phép lời chất phó ông mê nà rong giang mạch đáy nơi bê nụ nơi bên nó đôi khi ông gì từ lòng mà có rồi bằng tích đây xa ở miền xa xa là nắng ấy từ phụ chuẩn thiệt chám nơi xa cùng nhóm ngự bạc bọt đàm bấy xa xa là nắng ấy bắt đầu xa làm bắt đầu rú đàm bấy xa xa là hay nia pê nú là ta lục ông miền ban prata bát miền ban lui prata bát sasana nâng khla đại tế chỉ cầm băng nó rồi gờ chỉ giang mấy lục ông anh bị chạy đường đang bàn thế
ៅពេលនោះខ្ញុំលួចម្ដងមកកាលដែរនៅពេលយប់ស្ងាត់បានរៀនលួចខ្លាចឆ្លោកទៅតាមដានកើញអត់ហ៊ានធ្វើនៅពេលថ្ងៃទេតើលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍បាញ់មិញខ្លាចឆ្លោកតើលោកអ៊ំមានដែលឃើញឆ្លោកដើរទៅលបមើលលបតាមដានដែរទេខ្ញុំបានដែលឃើញគាត់ដើរតាមផ្លូវប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅតាមដានក្រមផ្ទះគេយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ៊ំចុះពីបញ្ហាភាសាវិញនៅពេលនោះថាតើលោកអ៊ំអាចនិយាយភាសាចាមដែលជាភាសាកំណើតរបស់អ៊ំបានដោយសេរីដែរឬទេចាំពីពេលនោះមកពួកខ្ញុំឡើងហៀននិយាយតលតែអត់ឃើញពួកវាទើបហ៊ាននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់បាទអរគុណលោកអ៊ំចំពោះរឿងចំណីអាហារវិញថាតើគេមានធ្លាប់តម្រូវឲ្យអ៊ំបរិភពអ្វីដែលជាធម្មតាអ៊ំមិនបរិភពដែរទេអ៊ំអាចនិយាយអំពីបញ្ហានេះបានទេហើយបើសិនថាមាននៅកន្លែងណាអ៊ំនៅពេលនោះសាច់ជ្រូកចាមតមមិនឲ្យស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបន់គេអត់មានធ្វើឲ្យអត់មានបបោដាក់គ្រឿងក្រៅដូចសពដងដែរគេដាក់សាច់ជ្រូកសត្វតខ្លាញ់ឲ្យយើងហូបខ្លះមកគេចាយបបោឲ្យហើយយកទៅច្បាច់យកទឹកនឹងចាញ់ហើយងោះងោះហើយងោះទៀតយកទឹកចាញ់នៅតែធំសាច់ជ្រូកដដែលអ្នកខ្លះហូបបានអ្នកខ្លះហូបមិនបានអាចចំណាយខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចឆ្លាមខ្ញុំហត់ត្រាប់ទឹកទឹកបាទអរគុណលោកអ៊ំហើយខ្ញុំចង់សួរអំពីការរស់នៅរបស់គ្រួសាររបស់លោកអ៊ំនៅសំភារអញ្ចឹងថាតើនៅសំភារនោះមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រួសារអ៊ំជាចាមឬក៏ថាអ្នកដែលជាចាមផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេនៅសំភារហ្នឹងចំពោះរូបខ្ញុំក៏តែគេបំបាយមិនឲ្យជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើការបាក់កម្លាំងមិនឲ្យហូបចាយដល់ប្រពន្ធខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកថាមិនដែលឲ្យជួបនៅពេលថ្ងៃទេខ្ញុំទៅពេលថ្ងៃក៏មិនជួបដែរតលល្ងាចយប់បានមកជួបគ្នាហើយកូនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមានទឹកចិត្តចង់តែយំខ្ញុំមិនដកទៅពន្ធខ្ញុំណាលោកអាចលោកអ៊ំអាចនិយាយបានទេកូនប្រពន្ធផងអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរការរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរនៅសំភារហ្នឹងមកតន់គាត់ហូបដូចគេដូចដែរប៉ុន្តែហូបមិនឆ្អែតតែអ្នកភូមិគាត់មានក
ແລະຕົກໃນក្នុងផ្ទះគាត់ដាក់បាយស៊ីបាទប៉ុនខ្ញុំអត់មានទេគេចាយរបស់ប៉ុណ្ណាហូបប៉ុណ្ណឹងហើយមានបាយលឹកបាសលឹកអីលាយដូចជាតកូនអីអញ្ចឹង តើ លោក ôm miền bàn đằng khuôn ai như rưỡi gặp quân bỏ ôm miền bàn chấm điệp ôm thì ông pì thà nơi sủng phiền nắng miền chạm xây tiệt ruộng nơi tin núi đại tế há giờ ta miền với cả làng chấm môi nâng phụ quạt đại tế nơi pì đại cây chấm lưới từ đà nông miền chạm sọc xây xây chìa nơi phum nâng chấm môi ai nơi không phum luôn ấy ở miền đấy miền đó phum kia đó tây ngoài tây này cái lại sẽ phiền bạn học quân lục âm hay nhâm trong sông su lục âm và hai chị sầm đùa trong cào bọc nhâm hay nộp nộp đại lục ấm bạch chấm bón ruột nâu xoài kèn hay pel ná đại ấm bàn mà ruột nâu xoài kèn nằng hay nộp pel đại ấm bàn mà đo xoài kèn ấm miên bàn khơi thà tá miên bong ôn hoặc ấm rồi có chạm xem tiết miên ruột nâu nâu tí nu tơ lọng màu bên trào đại tế mà ruột nâu xoài kèn nằng phải lại trọng sông kriếm vụ phim bàn bê lưu mạo sọc công nạn bình nơi bê lưu miền sọc kê kê trang cửu xa bàn mò rù nơi nâng phùm nhóm khlạc khlạc đài ai nẹ phùm bàn phá hai đủy xa mò rôi cửu xa nơi tại ha sọc cửu xa thế miền tại phòng kê đọt tay kê màu nơi chìm mùi phòng xoay khèn này chẳng ông đang miền đăng thế thà nơi môn chất sắp pram tầm phần mê xàm phòng bộ chất sắp pram nâng miền chàm ruột nơi tràn thế nơi xoay khèn đại ông ruột nơi nâng chạm nơi xoài khlén pro hai chìa bầm bay rồi khu xa tay mà bọn khu xa dành cho nàng nhầm mân nè sức tệ tệ đấy bằng là tạm xa mán xu à chi à kèm cái thà pro hai chích mà bọn khu xa bạn khi ông mà đo là sầm nuôi trong cày miền tây hoặc khi ông hai ông dạy bánh mình thà ông bàn xu hà chi hà cầm đại chỉ nè chặt tùm được lòng sát na được xoài kềm nắng tao pel nu pel để ông mà đo nắng miền vụ quạt kia tràn thế ông miền tuôn rồi gọi miền imam kia tràn thế đại nơi sẽ sò đúng អត់ តន ឆ្លើយ នៅ ពេល ដែល ត្រឡប់ មក វិញ នោះ គឺ បាត់ មនុស្ស ជាង ពាក កដាល ហើយ ដែល ចាស់ ទុំ ធ្លាប់ ពី ដើម នោះ ស្លាប់ អស់ ហើយ ទុំ បច្ចុប្បន្ន នេះ ទេ ទៅ មាន អ្នក ចាស់ ដឹង ឃើញ ទៅ រៀន សា ក្រោយ នោះ ទៅ អត់ ទួន អាច កាន់ បន្ត ពី អ្នក ចាស់ ចាស់ bạn lộ bạn xã hạ cả đây bọc nhóm miền ở sông nô môi trong cao trong ở trong xu từ lộ ấm thật ta lộ chắp bị đọc ông bọn bốn rồi chết sầm bốn một là hô tất đo miền
ទួនមានអ៊ីម៉ាំមានហាគឹមនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំរបស់អ៊ំហ្នឹងចាប់ពីពេលនោះមករហូតដល់ពេលណាបានចាប់ផ្ដើមមានអ្នកចេះដឹងឬក៏ដឹកនាំនៅក្នុងសាសនានឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលចាប់របងខ្មែរក្រហមចាស់ចាស់ស្លាប់ហើយបាទក្មេងម៉ែងជំនាន់ក្រោយទៅរៀនបន្តនៅស្រុកក្រៅដូចប្រទេសអារ៉ាប់សាអូឌីនៅម៉ាឡេអ្នកចេះដឹងបន្តវិញពីចាស់ចាស់ជំនាន់មកមានជាច្រើនមានទួនមានអីបង្រៀនខាងសាសនាអ៊ីស្លាមមានបង្រៀនភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសដូចខ្មែរជាតិដែរចង់ដឹងថាតើឆ្នាំណាដែលពួកគាត់មានពួកគាត់មកគ្នាច្រើនមកនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អ៊ំហ្នឹងឆ្នាំណាឆ្នាំ89បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកអ៊ំចំពោះការឆ្លើយសំណួររបស់យើងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់ឱកាសដើម្បីសួរសំណួរនេះយើងខ្ញុំអរសំណួរលោកប្រធានបាទអរគុណជាបន្តទៅនេះឲ្យមានផ្តល់វិទ្យការជូនទៅក្រុមថៈតំណាងថៈប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសសួររិនដោចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបព្វរិនរូបនេះបើសិនជាមានសូមអញ្ជើញបាទ Thank you Mr. PresidentGood afternoon, Mr. Sles. My name is Travis Farr, and I'm counsel for the prosecution. And I'll have a few questions for you as well this afternoon. You were just talking about issues related to the practice of Islam during the Khmer Rouge period. Can you tell the court whether there was a mosque in Svai Kliang? And if so, what happened to it during the Khmer Rouge era?ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនឹងដែរទេហើយបើមានហ្នឹងគេប្រើប្រាស់វាធ្វើអីដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនៅពេលហ្នឹងព្រះវិហារហ្នឹងគេឡើងឈប់សំយ៉ាងហើយខ្មែរក្រហមមិនឲ្យសំយ៉ាងទេដាក់គោដាក់ក្បីឆ្នាំទឹកដាលិចភូមិគឺយកគោយកក្បីទៅដាក់Thank you for that answer. I'd like to move to another topic now, back to the arrest of your father, which you've already described for us a little bit. But can you describe that event for the court in more detail, please? គាត់នៅទៅធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះធ្វើដាំពោតស្រាប់តែខ្មៅហោមចោតថាជាខ្មាំងAnd was anyone else arrested with him in that cornfield at the time that he was arrested? នៅចំការពោតហ្នឹងនៅពេលដែលគេចាប់ឪពុករបស់លោកហ្នឹងតើគេមានចាប់អ្នកដតីទៀតទៅជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកនឹងដែរទេបាទមានចាប់ដែរចាប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងចាប់ផែល50ទៅ60នេះប៉ុន្តែក្នុងនោះគេដោះលែងអស់នៅសល់តែ5នេះក្នុងនោះមានឪពុកខ្ញុំមួយដែរ4នេះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះប៉ាន់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកភូមិជាមួយខ្ញុំបាទAnd to start with that big group of 50 people that you just mentioned, were all of those 50 people who were initially arrested, were they all Cham or was it a mix of Cham and Khmer? ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាចាមឬក៏មានចាមផងខ្មែរផងបាទ
Some are con sot the jam thing off. On me and bong old my day, sot the jam. And just so we're clear on the timing, did this arrest happen before the rebellion in Svai Klang or after the rebellion in Svai Klang? No Svai Klang ruko kat lang kroy pel bah bao no Svai Klang. Samakon mun bah bao. So in this group of 50 people that was initially arrested, were there both men and women, or was it only men? Tiang 50 nea ni ta mien tiang boroh tiang strei ru ko mien tai boroh ru ko mien tiang tai srei sot mien pro mien srei mien khmai ayu tam pi 5 mdaop dak laeng tau li lom khnea mien pro mien srei mien khmai. And can you estimate for us how many women and how many children there were in that group of 50? มีคมเองตะเชียงจ้ามนุษย์จ้าเป็นกำลังจราจรเชียงคมเองคมเองจะหายถ้าคมเองจมตวงอายุปีปรามดอง Okay, so can you tell us who carried out the arrest? Who arrested these 50 people? លោកជួនតឡាការបានទេអ្នកណាជាអ្នកចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង50នាក់នេះសូមអរគុណអ្នកចាប់ខ្លួននោះគេហៅថាខ្មែរកណ្ដោមពោះតាមនឹងទៅអាខ្មែរអត់មានសាកទេយ៉ាខោអាវខ្មៅបងកកម៉ាដូចដូចគ្នាម្ដងគាត់ជាឋានៈសាបណ្ណាដែលដឹងថាខ្មៅក្រហមWere you among this group of 50 people that was arrested at that time? ខ្លួនលោកផ្ទាល់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេចាប់ខ្លួនទាំង50នាក់ហ្នឹងដែរឬក៏អត់ទេមានខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានដោះលែងមកវិញ And can you tell us where was the group held from the initial arrest until the point at which the majority of the group was released? ហើយរហូតដល់ពេលភាគច្រើននៃមនុស្សនៅក្នុងក្រុមនឹងត្រូវបានគេដោះលែងបាទដំណើររឿងពីពេលចាប់ខ្លួនចាប់នៅណារហូតមកទល់ពេលដោះលែងមនុស្សភាគច្រើននោះពេលចាប់ខ្លួននឹងចាប់នៅក្នុងចំការហើយគេចងបណ្ដាយកមកដាក់ក្រោមផ្ទះបងប្អូនខ្មែរជាតិយើងនឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យគេដោះលែងវិញហើយមានមួយចំនួនតូចនៅតែសល់តែ5នាក់គេចាប់លាក់ផ្សេងដាក់រកតែសេះនៅក្នុងនោះមានឪពុកខ្ញុំផងដែរDid your father have any position of seniority or importance in your village? អបស់លោកមានតួនាទីមុខងារអ្វីសំខាន់ដែរទេនៅក្នុងភូមិគាត់ជាប្រជួយទី2ជាប្រជួយរង You've called him the second assistant. Can you explain a bit more second assistant? គាត់ថាto whom or for what? ប្រជួយរងនឹងសូមលោករៀបរាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចមើលតួនាទីជាអ្វីធ្វើអ្វីកន្លែងណាវាហៅថាប្រជួយរងនោះទី1លោកអកានហ្នឹងជាប្រធានមានអនុប្រធានគាត់ជារងទី2បាទអត់ពីគាត់គាត់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងភូមិនឹងប្រធានគេអកាន់បន្ទាប់មកប្រជួយទី1គាត់ទី2បាទអត់មានពីរនាក់គាត់អាចជំនួសកិច្ចការ
khang sa sana nai khlong phom ban Okay, thank you for that clarification. What about the other four men who were taken away at the same time your father was taken away? Did they have any position of seniority in the village or any position of importance? តើមានបានជួបមុខអីឡើងវិញនៅក្នុងភូមិទេបាទអរគុណនៅអាពេលនឹងចាប់បានរហូតតាំង5នេះទាំងឲ្យពួកខ្ញុំផងណាអត់ដែលវិលមកវិញទេI just want to ask you about something in your civil party application. This is document E3/6714. And the page number in English is 0108-9919. In Khmer, 0056-3974-75. And in French, 0113-7854. And this is, you're describing this event, and you say much of what you've told us now, that a big group was arrested, and then all but five were released. And you say, but what you say about these five men is that these five men were senior persons working in the village, including a village chief and a deputy of the religion clan. That village chief named Khao and my cousin named Li Min. Hearing that, does that refresh your memory regarding the identity of some of those other men and their positions of seniority? កៅហើយឈ្មោះលីមីនទេមែនឈ្មោះដូចលោកមានសារអំបញ្ញមិនដែរឈ្មោះលីមីនចដូនមួយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងភូមិឈ្មោះកៅហ្នឹងគាត់ប្រធានភូមិ And just so the record is clear, those men were among the group of five that was taken away with your father, correct? កៅលីមីននេះគឺជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សទាំង5នាក់រួមទាំងឪពុករបស់លោកដែលគយោដឹកនាំខ្លួនទៅបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទ Okay, thank you for that.Now, I think you told us they were taken in the direction of the district hall. Can you tell us where the district hall is? And following that day on which you saw your father taken away in that cart, did you ever learn anything else about what happened to him? ពុករបស់លោកនឹងអ្នកដតីទៀតទៅនឹងតើលោកមានបានទទួលព័ត៌មានថាមានអ្វីកើតឡើងដល់ពុករបស់លោកនោះដែរទេនៅពេលនោះដល់គេចាំចងលោកស្រីដាក់រទេះសេះសំដៅទៅសាលាស្រុកគូឆ្មាអត់ដែលឮដំណឹងអីទេបានរហូតអត់ដែលវិលមកវិញទេយ៉ាងទាំង5នាក់ហ្នឹងអូខេ thank you for thatSo you told us that this arrest happened before the rebellion. Can you tell us whether there were any other arrests that you were aware of that happened before the rebellion and Svai Klang? Well, okay, so you told us that this arrest happened before the rebellion.
បាទសូមអរគុណរឿងចាំនៅក្នុងភូមិចាំតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ 75ទើបមានការបះបោរ And this may be a difficult question, but are you able to estimate how many people from Sles were arrested in total before the rebellion? So adding together everyone who was arrested in 73, 74, and 75 prior to the rebellion, can you estimate how many people that would have been? Was it 10, was it 100, was it 200? ខ្ញុំពុំអាចប៉ាន់ស្មានបានទេពួកខ្ញុំជាប្រជាជនខ្ញុំពុំបានចំណាំមុខអស់ទេពួកខ្ញុំមិនអ្នកកនសតិទេគ្រាន់តែដឹងថាបានជាច្រើនតែប៉ុណ្ណឹង Okay, thank you for that. So turning now to the rebellion, can you tell us how the villagers in Swai Kling... បាទឥឡូវនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងផងហើយដោយសារពេលវេលាក៏សមស្របនឹងសម្រាប់ដែរហើយឥឡូវអញបែបប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:05 នាទីសូមអញ្ជើញយល់វិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភារការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅពីទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សៃដល់ដើមដឹងរត់ប៉ាប់នេះរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈូសសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សម្ភារការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:05 ប្រាំនាទី សម្រាប់ចុះ សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ